Sao em? Xem như thế. Ôi, em chưa bao giờ mà thấy tượng Phật đẹp như thế này. Đúng rồi. À, đây là một trong những sản phẩm mà rất tâm đắc của anh. Dạ. Dạo này em cũng tìm hiểu nhiều về Phật Pháp á. Thì sẵn dịp ngày hôm nay anh chia sẻ em tí kiến thức cũng như là tại sao anh lại làm được pho tượng như thế này. Ok. Trước giờ em biết đến anh á là thông nhờ những sản phẩm liên quan đến trang sức nè, đồng hồ và vợ tu, kim cương nữa. Và em không biết lý do nào mà khiến anh lại làm ra sản phẩm đẹp như thế này. Rất cảm ơn em vì nói ra thì anh biết được là em có tìm hiểu rất kỹ, là anh là người đam mê chế tác những sản phẩm từ vàng để làm ra những sản phẩm trang sức, những cái vật dụng bằng vàng, bằng cả tinh hoa tâm huyết trong đó. Đó là đam mê của anh. Vì vậy hầu như sản phẩm của anh làm là liên quan đến vàng và kim cương là nhiều. Thì tiếp nối câu hỏi nữa là anh có ý tưởng từ đâu, thì anh năm ngoái anh có đi du lịch ở Thái Lan và đến một ngôi chùa rất lớn và anh thấy được một pho tượng, là một trong những pho tượng lớn nhất thế giới và rất đẹp, được làm từ vàng. Thì anh thấy được cái sự uy nghiêm, trang nghiêm trong đó, kiểu như là nó khiến cho mình cảm thấy mình được thanh tịnh và tâm hồn mình được nhẹ nhàng hơn, đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là anh muốn đưa cái sự uy nghiêm, trang nghiêm đó vô không gian sống của mình, nên anh đã có ý tưởng và anh làm pho tượng đồng nguyên khối và anh bọc vàng lên rất là sáng. Anh đến những hộp đá rất đẹp, rất chiếu, để anh phục vụ trong không gian của mình và tạo cho sự thoải mái. Thì em biết là về Phật thì tượng Phật thì nó gọi là nó nghiêng về Phật Pháp, thì nó theo tín ngưỡng tâm linh để mình đem lại những cái điều may mắn, cho mình cầu những cái điều tốt đẹp, là mục đích của anh cũng như vậy. Dạ. Thì em thấy là cái này là được làm bằng gỗ đỏ đúng không anh? Đúng rồi em. Em rất là tinh ý và tinh tế nữa. Đây là gỗ đỏ, và gỗ đỏ là một trong bốn loại gỗ quý. Và từ thời xưa như vua chúa hay là những cái thế hệ trước thì hầu như cũng sử dụng gỗ đỏ này để làm trong những cái vật phong thủy, một số cái vật, những cái sản phẩm quý hiếm đi kèm. Và đặc điểm của loại gỗ này nó là rất là cứng. Vì vậy khi mà mình đặt pho tượng lên thì nó sẽ đảm bảo được sự chắc chắn và an toàn, và cũng như là sự thẩm mỹ, và cũng như là về sự hài hòa giữa gỗ với tượng và an toàn cho tượng Phật. Thì thường thì em thấy người Việt mình á là thường để những cái sản phẩm này ở những nơi trang trọng với mục đích là kiểu thờ phụng, cũng như là muốn cho gia đình mình bình an á. Dạ. Thì em hỏi ngoài lề xíu là cái này nãy anh có nói đó là được làm bằng đồng. Thì bây giờ ý, khách hàng người ta muốn làm bằng vàng hết 100% thì sao anh? Anh rất là thích nghe câu hỏi này của em, và anh rất là thích hứng thú khi trả lời câu hỏi này của em. Vì thương hiệu Kỳ Lân Luxury là chuyên chế tác tất cả những sản phẩm từ vàng nguyên khối ra những sản phẩm trang sức, những cái sản phẩm vật dụng mà từ vàng. Thì khi có khách đặt thì anh luôn sẵn sàng làm theo yêu cầu. Dạ, vậy thì anh ước tính là để mà hoàn thành một pho tượng như thế này thì tầm bao nhiêu vàng anh nhỉ? Nếu như mà là một pho tượng kích thước cỡ này, cao hiện tại là lung đế này khoảng 33 cm, thì thường tùy vào cái tài chính đầu tư của khách thì anh sẽ làm có thể từ 3 kg đến 5 kg, hoặc là muốn lớn hơn thì theo yêu cầu thôi. Muốn khách hàng yêu cầu sao anh sẽ làm như vậy, bởi vì mình là đơn vị chuyên design, thiết kế và chế tác theo yêu cầu mà. Dạ. Dạ em cảm ơn anh vì buổi chia sẻ ngày hôm nay, và cũng như là cho em cũng như mọi người được chiêm ngưỡng cái tượng Phật đẹp như thế này. Dạ. Em cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.